gắn cái bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn mình gắn cái banner trên website nha. Rồi thì để mình làm được cái banner này thì mình cần chuẩn bị hình banner ha. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn hai loại banner ha. Banner thứ nhất banner đầy website nè, như banner này đầy website ha. Đó. Banner thứ hai là banner chỉ có khoảng 3/4 thôi ha, banner 3/4 banner này đó. Hai loại thì tôi sẽ hướng dẫn làm cái banner đầy website trước nha. Banner đầy website trước, banner này là mình sẽ làm full đầy luôn, thì full đầy website. Full đầy website dành cho những bạn nào, những bạn mình không có cái menu đứng này, bạn nào không có menu đứng này mình làm full đầy website luôn thì nó sẽ đẹp hơn. Còn những bạn nào mà mình sẽ có cái vertical menu ở đây thì mình sẽ làm thụt dít qua bên bên phải miếng, nghĩa là khoảng 3/4 nha. Đó. Đó thì để làm được việc này á thì đầu tiên phải đăng nhập vào quản trị nha, đăng nhập vào quản trị WP admin nè. Cái này mình biết rồi ha, buổi 1, buổi 2 là tôi sẽ nói kỹ cái phần đăng nhập dân như thế nào rồi ha. Đó. Đó rồi đăng nhập của chị rồi thì mình bấm xem trang nè. Đó xem trang qua đây, đó qua đây xong rồi mình sẽ thấy thêm một cái phần quản trị nữa, là phần nguyên phần đen cái này, phần đen này gọi là phần admin bar, là phần quản trị. Đăng nhập quản trị nó mới thấy được cái này, không đăng nhập quản trị thì nó không thấy được này đâu. Đó rồi tiếp theo thì mình sẽ sắp sửa trang, edit unit builder, sửa trang edit unit builder thấy không. Đó ha. Rồi sẽ ra một cái phần thiết kế trang của mình. Nếu mình dùng trang mình sẽ dùng công cụ Unit Builder này để mình thiết kế ra cái layout trên trang nha. Vô đây thì ở đây 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 là cái layout, đây là cái phần content mẫu có sẵn thôi, thì mình sẽ xóa cái content mẫu có sẵn này để mình thiết kế content mẫu mới của mình. Bánh răng cưa ở trên này, đây có bánh răng cưa nè thấy không, bên đây bánh răng cưa cài đặt chỗ này thấy không. Đó mình bấm vô đây rồi sau đó mình kéo xuống dưới clear content dưới này để mình xóa clear content. Đi content xong mình nhìn đây là xóa sạch rồi, xong apply update là mình xóa sạch nha. Update xong rồi là mình thay mất. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái banner nó full đầy nha, banner full đầy chứ. Và banner 1 và 3/4 làm sao ấy, banner full đầy. Đầu tiên mình sẽ add element. Thì bây giờ mà bạn mới chưa làm lần nào, tôi giải thích một số cái cho bạn. Bố cục. Ở đây kia có nhóm bố cục nè. Nhóm content, nhóm shop và nhóm nội dung, ba nhóm ha. Và nhóm layout. Đây nha. Đó. Thì đầu tiên á là mình vô và mình tạo cái bố cục trước ha. Thì ở đây nó bố cục sẽ hỏi mình là mình muốn bố cục như thế nào, mình muốn chia bằng nhiều phần, hay mình muốn vừa có chia nhiều phần và vừa có hình nền bên dưới chỗ này, cái biểu tượng chỗ này ha. Rồi thế mình có muốn là làm slider không, slider là cái nội dung của mình chạy qua chạy lại lặp đi lặp lại. Nhưng mà mình có ba cái phần muốn chạy qua chạy lại thì mình sẽ dùng shader, và bốn phần muốn chạy đi chạy lại thì mình dùng shader ha. Rồi grid, grid là nội dung nó sẽ hiển thị theo theo cái khung theo quy định của cái grid này ha. Rồi title chính là tiêu đề, còn width get area là
mình chia cái trang đó làm là một bên C3 và một bên nội dung ha. Đầu tiên là mình phải chọn được bố cục. Đầu tiên là cái máy, cái website sẽ hỏi mình muốn bố cục mình như thế nào. Ở đây tôi đang hướng dẫn các bạn là tôi muốn là làm shader, thì tôi sẽ chọn shader trước nha. Đó, shader. Đó, shader. Mình chọn shader nha. Đó thì mình có shader apply. Apply. Đó. Rồi, mình chú ý chỗ này. Chỗ đây sẽ có dấu mũi tên chỉ xuống và mũi tên chỉ qua. Mũi tên nhỏ cho em thấy không? Mũi tên chỉ qua phải và mũi tên chỉ xuống dưới. Ý nghĩa như thế nào? Mũi tên khi mà mũi tên chỉ qua bên phải là hiện tại cái phần shader này đang đóng lại. Mũi tên chỉ xuống dưới là cái phần shader đang mở ra. Mình muốn chỉnh sửa ha thêm cái gì vô trong cái shader này. Khi nào cái mũi tên này nó mở ra, nghĩa là cái shader này nó được mở ra thì mình mới làm được đóng lại, là mình cũng làm được, không có thêm gì vô đây được, đang đóng mà, thì mình phải mở ra, nghĩa là nó mở ra rồi mình mới có thể thêm lại được. Thì nó mở ra thì mình thêm, muốn thêm cái gì trong này, những cái gì nằm trong shader sẽ được chạy đi chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại nha. Tôi ví dụ tôi thêm một F2 shader, tôi ép thêm một cái nội dung. Khi F2 shader thì nó sẽ hỏi mình ưu tiên cái nội dung trước nè, mình muốn thêm nội dung gì, hình ảnh hay banner hay logo đúng không? Thì đây banner mình xài khi nào? Banner thì mình xài khi cái hình mình chưa có thiết kế, cái hình mình chưa có thiết cái hình mình là cái hình thô, cái hình chưa có thiết kế gì hết thì dùng banner để mình sử dụng cái chức năng banner này để mình viết chữ trên tấm hình hay là mình làm cái gì đó trên tấm hình, hiểu không? Còn email á, là với điều kiện tấm hình đã thiết kế sẵn bên ngoài rồi, mình dùng Photoshop, mình dùng Canva, bất kỳ cái chương trình nào thiết kế sẵn, kích thước cố định sẵn rồi mình dùng email, hiểu không? Đó, hiểu chưa? Ở đây tôi sẽ dùng cái email nha, email. Rồi email rồi nó hỏi mình cái hình mình là hình nào, ở chỗ đây chỗ anh ấy hiện cho mình biết. Khi mình chọn tôi muốn email thì nó hỏi email của mình là hình nào, mình có email chưa, mình nói bấm vô xỉa lại để mình chọn cái email mình muốn hiện ra ngay cho vị trí banner shader đó. Thì tiếp theo chỗ này là mình chưa có email nào đúng không, đâu có email nào, mình phải tải file lên, chọn tệp tin và các file email mình đã thiết kế sẵn ở đâu đó rồi mình đem lên ha. Thì bây giờ đó, tôi sẽ có một cái file mẫu có sẵn thôi, không phải demo thôi, cái này là tôi làm demo nên nội dung có thể nó ấy la hè đồ la hè la la nè. Tôi sẽ có cái shader này, tôi lấy shader la hè này đây, một cái hình email. Rồi, yêu đi mày. Apply. Paste luôn. Rồi, sau khi mình có một tấm hình đầu tiên rồi, mình muốn thêm một tấm hình thứ hai nữa thì mình sẽ add to shader. Và tiếp theo mình cũng là tấm hình thiết kế sẵn thì dùng email. Khi mình dùng email là cái hình mình không có làm được gì, hình mình cố định như vậy không có thay đổi được tấm hình ở đâu. Còn mình dùng banner thì mình có thể thay đổi bất kỳ tấm hình ở trên đường. Kích thước theo kích thước ở ngoài thiết kế, ở ngoài thiết kế bao nhiêu đưa vô đó bao nhiêu. Chỉnh cho nó đoạn đó, thường mình là 131 bề ngang 1366 bề cao 500 cho đến 550 bề ngang, chiều dài á 1366 pixel, chiều cao có thể là 500, 550, 600 hoặc 450 tùy theo mình nhu cầu của mình nha, không cố định, nhưng mà chiều ngang là phải là 1366 đó. Rồi rồi sau đó mình chọn tập tin, mình đưa tới hình này khác lên
mình khác vô hình thứ hai đi, ví dụ vậy. Rồi unit email apply và update. Rồi sau khi mình làm xong rồi á, thì mình copy cái website mình ra, website mình localhost HTML 762 nè, đó đem vào đây, nó đang dán vào đây thì mình sẽ nhìn thấy cái thay đổi. Dù mình nhớ mới làm xong là mình sẽ có được cái slider ha, chờ xíu mình sẽ có slider. Cái slider này cái kích thước của nó giống như cái kích thước mà mình thiết kế sẵn ở bên dưới. Nếu ở dưới ở bên dưới mình thiết kế cái banner 500 chiều cao 500 thì vô đây nó 500, ở dưới mình thiết kế banner của mình 600 là vô đây nó 600 chiều cao 600. Có bạn hỏi ừ muốn thiết kế banner nào cho hợp lý thì để nói là bề ngang là 1366, bề cao là từ tối thiểu có thể là 450 hoặc là 500 550 520 600 vậy đó, mình muốn như thế nào đó thì mình làm. Nhưng khi mình làm á là phải chuẩn về một cái thước, nghĩa là 500 mà 500 hết luôn, 600 mà 600 hết, chứ không phải ừ tấm này 500 tấm kia 600 tấm kia 700 không được, chiều cao nghe phải là một cái thước, lưu ý. Rồi ngay chỗ đây mình thấy không, cái danh mục sản phẩm của mình nó thòng xuống đây nè, nó che, mình muốn ờ tạm dừng nó đi, nghĩa là mình muốn nó khi bấm vô nó mang, chứ không phải là luôn luôn là nó thòng xuống như vậy. Nếu như các bạn ừ em muốn xài banner bự nhưng mà cái chỗ này nó hơi chán quá, nó hơi chón quá đúng không, thì mình sẽ cấu hình như sau, tùy biến ở chỗ này, tùy biến ở chỗ này để mình cho nó là khi tôi lít vô nó mang, tôi không lít thì nó không ăn, nó không không sổ ra, để cho nó tiện mà. Header bánh răng cưa của Vertigo Menu. Còn nhiều các bạn không xài Vertigo Menu thì bạn không, em không có xài Vertigo Menu, có một số bạn không có Vertigo Menu xài ngang luôn á, xài ngang thẳng luôn như bạn dưới thì ok cắt luôn, cái này không cần thiết. Còn đây chỉ thêm nè, ví dụ mình vẫn xài cái Vertigo Menu nhưng mà mình muốn lít vô nó mới ăn thì nó khác nha. À, bấm vô bánh răng cưa đây thì ở đây có một cái chỗ cho mình chỉnh nè, khép open on phong bay mình bỏ chọn nó đi, nghĩa là khi nào mà lít vô thì nó mới ăn. Rồi đang xong mình qua đây, mình xong mình để đây, tại vì mình nếu mình qua đây mình coi còn chỉnh thêm thì mình chỉnh thêm qua đây, copy thêm một tab mới để mình coi. Tại sao tôi copy ra để tôi coi, tại vì bên đây tôi còn cần chỉnh nữa nên tôi copy ra, tôi không có đi mất cái trang đó. Thì cái này mình sẽ thấy như này, nó sẽ như này đúng không, nó không có hiện luôn, nó không có luôn luôn thòng, mà khi nào mình bấm vô đây rê chuột vô đây nó mới thòng, không bỏ chuột ra là không thòng, rê chuột đây nó mới thòng, bỏ chuột ra nó không thòng đó, thấy không đó, đây đây đó. Thì dành cho những bạn mình muốn xài danh mục, muốn xài là vertical menu cộng main menu mà muốn xài banner nó vui thì mình xài cách này nha, đó được chưa, đó đây như vậy đó nha. Vô hết giờ thì miễn cái này để mình đây, mình chỉnh cho đây chỗ khép khép cái này bỏ đi đó, đó đó là cái phần banner nó bự. Rồi ví dụ như mà mình muốn banner thứ hai, mình muốn là không dùng email nữa, mình muốn dùng loại banner thì sao, add to slider dùng banner, chọn banner ha. Banner thì có cái hay là mình có thể viết chữ được tấm hình, tấm hình mình chưa thiết kế viết chữ nó được luôn ha. Cái banner là mình viết chữ được lên tấm hình ha. Banner khi dùng banner thì sẽ hỏi à mình muốn viết chữ lên đó, ở giữa ha, bên trái bên phải ha, là viết chữ ở đâu ha, là có khung có viền như thế nào đó mình coi cái mẫu nào phù hợp thì thấy. Ở đây tôi sẽ chọn cái banner viết chữ hình ở giữa đây đó, rồi tôi sẽ apply. Khi dùng banner sẽ hỏi mình chiều cao mình là bao nhiêu, chiều cao mình đây mình gõ vô dụ 500 hay là như tôi gõ 520 520, đó hình ảnh hình nền của cái banner này hình gì mình chọn vô, hình nền banner này mình sẽ chọn vô, ví dụ hình chưa thiết kế, hình chưa thiết kế là hình hình ví dụ hình này tôi chưa thiết kế nè, hình này chưa có thiết kế, hình cô gái hoặc hình này chưa thiết kế đi,
phần này chưa có thiết kế, chưa có cắt gì hết, thì mình chọn một phần nào đó đi. Thì vô đây mình sẽ viết chữ trên này và mình sẽ làm tiếp ha. Và vô đây, vô đây ngay chỗ có giống do chấm xanh này mình thấy ha. Chấm xanh này là để mình kéo cái vị trí này đây, lên đây tôi máy tôi lót chậm thôi, kéo vị trí là muốn focus vô cái chỗ nào của cái mình, tôi muốn focus vô ngay cái sản phẩm thì tôi focus vô chỗ nào thì tôi cho focus cái chỗ đó ha. Đó, rồi tôi apply và tôi update. Đó, rồi cái chữ này muốn sửa thì nhấn đo chuột vô cái chữ này, rồi sau đó muốn sửa gì đó sửa, ghi chữ gì ghi trên này. Lưu ý ha. Lưu ý khi mình viết chữ ở tấm hình á thì mình chọn những tấm mình chọn khi mình viết chữ tấm hình nè, thì chỗ overlay này nên mình chọn phủ một lớp màu rồi đó để cái chữ nó dễ nổi hơn. Ví dụ tôi phủ một lớp màu gì đó đây, mà ví dụ chữ mình viết màu sáng á thì mình phủ lớp màu tối vô, còn chữ mình viết cái màu tối á thì mình phủ lớp màu sáng lên, đặng cho hai cái tương phản mới nổi vô. Muốn viết chữ tấm hình là nói vậy, hiểu không? Đó, ví dụ vậy đó. Rồi rồi lưu ý nữa, ở đây option đây nó có một chỗ chỗ này nè, chỗ nào đây tôi quên rồi, không có chỗ này, chỗ khác, chỗ test đây nè, cái test này nè, option của test này không phải cái test test box, sorry test box nè. Chỗ này có chỗ cho mình chỉnh nè, rộng nè, mình chỉnh vô nó bó lại nè và rộng ra ha. Hoặc là mình muốn nó nằm mình nó to hay nhỏ thì mình kéo nó lên, muốn có zoom to zoom nhỏ, giữ zoom to nhỏ mình kéo nó lên đây đó. Và màu sắc là màu màu tối là nó sẽ ngã về màu tối, màu sáng nó sẽ ngã về màu sáng cho mình ha. Chỗ này cho nhỏ dùng chỉnh ngay chỗ là test box. Đó rồi vị trí nè, qua trái qua phải gì đó nè, mình chọn vô lên xuống nè, đó mình chọn vô đó. Ok, nó vậy. Còn không mình nắm ở đây, đây có chỗ mình nắm ở đây kéo được nè. Nè. Đó cũng được luôn. Nó đủ công cụ chơi hết, update. Đó. Update thì đây mình F5 nó lại thì nó sẽ thêm cho mình một cái banner nữa. Đây. Banner nữa đây. 1 2 3 cái này không? Mình thấy không? Cái chiều cao của thằng cò hàng hình ảnh nè là chiều cao nó là 450, nhưng qua thằng này ok, nhưng qua thằng này á chiều cao nó lại cao hơn, tại vì hai cái chiều cao khác nhau, cho nên ấy tại tôi demo nên hai chiều cao khác nhau cho nên nó bấm ra nó bị nhảy, đúng không? Đó, vậy là mình vừa làm xong cái banner slider này. Slider là chạy về chạy qua chạy lại này ha, banner slider trang chủ đầy nghĩa là full và ngang full ha. Rồi tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn mà làm xong cái này đi. Tiếp theo sẽ hướng dẫn các bạn làm banner slider dạng một phần. Phần ha, một phần giống vậy. Một phần là dành cho những bạn xài danh mục sản phẩm. Xài danh mục sản phẩm nó sổ xuống phía bên trái, bên phải dùng banner nha.